chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đã đến với một video tiếp theo của Nát Chợ. Và hôm nay là huyện Hồng Ngự của tỉnh Đồng Tháp này đã vào mùa nước nổi rồi. Nên mình cũng quay một số hình ảnh chia sẻ cho đến quý vị và các bạn cùng xem nha. Đây là phía bên Việt Nam và phía bên đó đó quý vị và các bạn đó. Mình đó, đó mấy cái những cái lũ cái đăng đó đó là của đó, nước bạn Campuchia đó. Đó, chỉ cách nhau có một con sông nhỏ vậy thôi. Đây bây giờ là đồng của Việt Nam mình giờ là cũng đang có nước rồi nè. Nhưng mà theo bà con nói lượng nước năm nay nó cũng nhỏ chứ không có lớn như mọi năm. Tính cả Việt Nam với Campuchia mình chỉ đi có sát bên nhau. Đường xá thì đường biên thì cũng không có gì cầu kỳ giống như là ở bên Việt Nam và Trung Quốc ha. Đây là xã Thường Thế Hậu Ha của huyện Hồng Ngự. Đó bên đó là của Campuchia đó. Chỉ sát bên có cái sông mấy mét thôi. Ở bên biên giới của mình còn trồng tre rồi nè. Còn bên nước bạn Campuchia thì không có trồng gì hết trơn. Đa số là cũng là nước bạn Campuchia là đất là do người dân Việt Nam mình thuê làm thôi. Làm nông nghiệp á. Đây là giống như là cái đường đê quốc phòng vậy đó. Đường tuần tra. Xin chào tạm biệt quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn bấm đăng ký để theo dõi những video clip tiếp theo nhé.